Được mời đến anh chị em đến đây để mà chung vui chia với Thủy Dũng. Đây là Thủy, một ca sĩ rất là nổi tiếng ở Seattle. Mình mời quay qua để đây để giới thiệu với chương trình. Đây là người ca khỏe lẻ, một ca sĩ rất là đẹp duyên dáng. Mà bữa nay là cái ngày trọng đại của Thủy, anh chị em tới đây để chúc mừng chia cuộc vui với Thủy và Dũng. Đây là nè, món mì này của em làm này anh nè, anh quay về món mì của em nè. Rồi vậy hả? Ok. Vâng ạ. Nhớ đừng quên cái món này của anh làm nha. Mì này gọi là mì mì xào món này là của anh Thân làm nè, đang nấu anh Thân nấu cả buổi chiều này đó. Xong nó xin luôn thôi. Thôi đó hay là chị hả? 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 Ch
thử cái mềm. Cái này là cái gì hả anh thân nói đấy, gọi là cái gì? Chào nấu chào là nấu dịch, cái gì dịch, anh? Chào. Oh, không, chào. Không, dịch 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 hát chào à, không phải. Dịch phá lấu, dịch phá lấu. Dạ cái nút ra hết cùng các ngoài, dạ cái nút đó, hết cái nút rồi, nút ở trên chị đó. Thấy không, thấy không? Nhấn vô, nhấn vô. Giờ bao nhớ nhung một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình ngỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần được nhìn em thiết tha, nhớ nhung với cả em. Cho anh bao điên cuồng ngày đêm thao thức, đôi tay mong chờ một lần yêu em, ngại ngùng trong bóng đêm từng ngày qua, nhớ thương em. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình ngỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần được nhìn em thiết tha trong nụ cười thơ yêu. Cho anh bao điên cuồng ngày đêm thao thức, đôi tay mong chờ một lần yêu em, ngại ngùng trong bóng đêm từng ngày qua, thật thà như thương em. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình ngỡ như muôn đời. Đừng vội
và đi em, hãy cho anh một lần được nhìn em thiết tha trong nụ cười thơ yêu. Một lần gặp em đã yêu em rồi, một lần bên em. Được nhìn em thiết tha trong nụ cười thơ yêu, được nhìn em thiết tha trong nụ cười.